xin chào tất cả anh em ha. Bữa nay anh em mình tụ họp đi thứ mấy anh em ơi? Vô cái vỏ của chả vỏ hữu tính nè, mà đặc lượng nha anh em. Nay mình xuống quay phim tốc độ cho anh em coi, coi thử nó chạy được bao nhiêu tốc độ trên chiếc vỏ này với cái máy 13 độ tự do của mình nha anh em. Một cảnh chiều nay là im gió nha anh em. Chạy quá dữ anh em ơi, vừa không kịp. Mấy mình chạy theo chơi chứ không có hơi hám gì mấy nè. Rồi kiếm tóc chỗ nào quay phim cho anh em coi à.
Miếng vịt mình chém đâu rồi anh em ơi? Cái thủng cái. Đây, mình tới cái này nghe nè. Chạy 70 cây mà gượt theo nó chút xíu bỏ tiêu anh em ơi. Đâu có nổi đâu. Này không biết chạy vỏ của Quốc Đẫm hay là của Thành Tân đang lên vỏ cho cái bãi này nghe anh em. Nãy biết mình chạy lên khúc đó quay vỏ luôn được rồi. Ôi cổ động viên theo cũng nhiều lắm anh em ơi. Ngay tới một chuyện à. Lên chưa? Chưa. Không phải, gì đã đợi sống rồi. Chờ đợi anh quay cái đường chạy cho anh em coi. Đường chạy này nó khoảng cân cây 2 số đó nghe nè. Chỗ tới cầu dưới luôn. Đang lấy chim hay gì kêu? Ừ. Trời trời. Cái chim này chết luôn à. Hả? Cái chim này lỗ hết nè. Lỗ hết đó gì? Giấu rồi chứ. Kìa nó về kìa. Có mấy ghiền vô ghiền và con cô bác về ha. Mà bữa nay sóng bữa nay lặn nha anh em. Lặn đường chạy em cho mình chạy nha. Nó không có bị sóng rồi nó bay vỏ sự cố ngoài ý muốn nha. Đây. Quá trời anh em ơi. Tê quá hả khách? Tê. Mấy chân này hết tê lên xuống. Ừ. Đây vậy khắc phục. Tê để lại đi. Bị về nghe anh em ơi. Yeah.
rồi, tập hợp anh em bữa nay tới nhà rồi. Xong buổi chiều đi tập hợp anh em thử gió anh em ơi. Thôi gửi lời chào anh em ha.